Ta ca đề co mang tinh hoa đến mọi công trình. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nội thất Taka xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn cách tạo hoa trang trí góc trần bằng pháo cân PVC Nano thương hiệu Taka. Bước 1, vật tư cần chuẩn bị bao gồm pháo cân, keo, thước đo, dao cắt và máy phụ trợ. Bước 2, ta đo và cắt thanh pháo cân thành các đoạn theo kích thước cần tạo. Bước 3, ta ghép các đoạn pháo đã cắt với nhau để thành hình hoa cần tạo, sau đó dùng keo để cố định hình dạng hoa đó. Như vậy là các bạn đã tạo được hình hoa góc trần theo kích thước cần tạo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy nhấn like để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.